Theo Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản của các tổ chức tín dụng vẫn dồi dào. Doanh nghiệp nếu có dự án hiệu quả, đáp ứng điều kiện tín dụng tối thiểu, chắc chắn sẽ được cho vay. Lãi suất cho vay hiện nay đã thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, nhất là các khoản vay mới. Hạ lãi suất nhưng phải phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô và áp lực lạm phát. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chưa đặt vấn đề điều chỉnh lãi suất tăng hay giảm, mà khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên. Liên quan đến việc hỗ trợ cho xuất khẩu, ngoài nguồn vốn còn nhiều vấn đề khác, đặc biệt là tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện các giải pháp để duy trì lãi suất và giữ tỷ giá ổn định. Dự báo về tăng trưởng của hoạt động kinh tế số tại khu vực ASEAN và Việt Nam, các chuyên gia ngân hàng HSBC cho rằng, dù đang trong giai đoạn được xem là mùa đông gọi vốn, Đông Nam Á vẫn là nơi có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới. Với riêng Việt Nam, theo các chuyên gia, Việt Nam chính là đất nước có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất ASEAN liên tục trong các năm 2022-2023 và sẽ duy trì vị trí này cho đến năm 2025. Sự phát triển của nền kinh tế số của Việt Nam đang gây ấn tượng mạnh với giới đầu tư khi năm 2023 lĩnh vực này đã đóng góp 16,5% vào GDP với hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ghi nhận doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng hơn 7% so với năm 2022.